Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo squad map sa mạc đấy nha. Và cái địa điểm đó chính là Becado. Ok, cái chỗ này thì rất là nhiều người vào. Clear khu này cũng tầm trên dưới 10 kill, rất là thơm. Ở cái phiên bản China này thì mình thấy cái đồ họa nó đẹp hơn rất là nhiều, chơi cũng mượt hơn. Vâng, chúng ta có thể bật mắt đồ họa đối với game này mà không bị giật lag. Đấy, anh em có thể là đợi phiên bản quốc tế update lên, hoặc qua bên bản China thì các bạn vào trang pg.qq.com để tải nhá. Không biết là cái nhà thi đấu này sẽ đông đến như nào ấy. Đấy. Ui dồi ôi, súng đạn nằm ngay dưới chân. Tuyệt vời. Ủa, không có ai à? Ê, chết nhầm. Vãi, cứ tưởng là khẩu AK cơ. Ok, đây này, một bé này. Cái gì đây? Cái đéo gì vậy? Đấm luôn. Ok, một kill đầu tiên. Thằng này chắc là solo squad rồi. Bắn chết luôn mà. Rồi, không có bạn bè thì cứ solo squad thôi. Sao phải xoắn nhở? Thằng kia vẫn đang bò. Bạn nó không cứu ta. Vô lý. À đây này. Úi dồi ôi, vẫn chưa có súng mà đang lượm cái gì đấy không biết. Ủa, Hàn Quốc này. Vãi xoài. Hay đấy. Vâng, bạn ấy cũng vào đây solo squad, nhưng đáng tiếc là không nhặt được súng thôi. Ủa, súng đạn một mả đây. Sao không nhặt vậy bạn? Mình chạy lông nhông đi đâu vậy? Sorry nhá. Tuy là súng đạn ngay trước mặt nhưng bạn phải ôm bụng rồi. Đáng tiếc. Bye bye. Bye bye. Úi dồi ôi, nhặt cho nhiều đồ làm cái gì. Xuống đây thì chỉ nhặt súng thôi. Các bạn đừng có nhặt những thứ khác làm gì. Cứ để súng mà nhặt thôi. Cứ tham nhặt máu biết làm cái gì cho nó mệt người. Ủa? Đây rồi, trên tầng cao nhất này. Đứng im xem nào. Ơ kìa. Vâng, thằng này nó vẫn chăm đi lút đồ anh em ạ. Ok. Ủa, nghe tiếng xe bên này vừa chạy vào mà. Sao không thấy thằng nào nhỉ? Vô lý, cấp ma à? Rồi, mất dấu thằng trên lầu cao nhất rồi. Chắc là mình phải đẩy qua thôi, chứ còn đứng cam như này thì không thể giết được hắn rồi. Đẩy qua thôi. Hay 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 mạnh mạnh mẽ lên nào. Yo. Vâng, cảm giác mạnh mẽ nó hơi bị sai sai nhờ. Rồi. Hay quá, lại đứng im này. Rồi, không lối thoát nha. Vâng, bị knock tên này thì cứ xác định là lên tivi thôi. Lên tivi thôi. Ok. Không biết thằng trong nhà này đã ra chưa. Chắc bọn này tham loot nó cũng đi hết từ nhà này sang nhà khác rồi. Ủa, cái gì đây? Ui dồi ôi, nhìn cái đồ họa này. Nó đẹp vãi xoài. Thằng này boss rồi. Boss thôi mà. Vâng, ở đây thì cũng khá boss đấy.
Ok, hai thằng bên này đẩy sang. Ui dồi ôi, nóc kìa. Vãi xoài. Ít 4 thôi mà. Bắn chơi chơi cũng nóc. Thằng này bot nhá. Cứ thấy thằng nào chạy lông nhông giữa đồng thì chắc chắn là bot thôi. Còn bọn nào mà cứ hay thủ thủ trong nhà thì chắc chắn là người. Ủa? Làm gì vậy cưng? Sao đứng một chỗ vậy? Ý? Cái éo gì vậy? Hai thanh niên đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quang phải tao. Ui dồi ôi. Ở cái định mệnh nó nữa. Đáng thấy đạn. Tí nữa là ăn được nó rồi. Phí thế. Nhìn đúng rồi đấy. Ủa, nó vẫn chưa biết mình ở đâu anh em ạ. À, nhoi cái đầu. Nhoi đầu này. Ý, ý. Hai thanh niên làm gì vậy? Nó chạy sang bên này rồi. Ok, clear. Clear hai team rồi. Đâu, hai team khi mà mình bước ra đây. Chắc là cũng hết rồi đấy. Đến phần đi loot thôi. Bây giờ thì chúng ta đi thu gom nào. Chắc bọn này cũng khá là giàu đây. Ui dồi ôi, x8 thế này. Ui ngon thế nhỉ. Được đấy. K98 x8. Tuyệt vời. Ui, bót một toàn súng to vậy. Ok, thấy bên kia kìa. Để mình loot hết rồi, mình sẽ chạy qua xem thấy như nào. Thính chắc bây giờ bọn nó cũng lút xong rồi. Nhưng lúc nãy thì nghe ở đây bắn rất là căng. Chắc đông lắm nè. À đây này. Chạy ra.
Ủa không hết shot kìa. Đạn rơi ấy nhở. Vãi cả nằm. Bot hay là người vậy? Vãi xoài. Ơ thế là bot hay người? Vô lý. Bây giờ khó phân biệt ghê á. Ơ chắc thằng nào bắn gà thì cứ cho nó là bot đi. Úi dồi ôi. Chịu anh em ạ, không biết kê đạn rơi. Không biết bắn sao cho nó vừa. Phải luyện tập nhiều mới được. Cái map này là map mới khá là rộng. Úi dồi ôi, cao quá. Cái đậu phộng nữa đó. Cái map này nó có một số lỗi anh em ạ. Mình có thể nhìn từ xa thì bị xuyên qua cái vòng đất. Kiểu như hack vậy. Rồi trúng rồi đấy. Ơ kìa. Vô lý. Phải cả game. Thế mình sẽ áp sát một tí nữa để kệ. Ơ cái định mệnh hết pin ạ. Đùa. Rồi chắc là nốt trận này phải nghỉ game rồi. Ui dồi ôi, headshot. Phải xoài. Thằng éo nào nó cứ bắn mình từ xa ấy nhở. Ui dồi ôi. Gắt vậy. Ủa. Hài vãi. Vâng. Team thì bị bắn SML. Còn thêm một thằng nó. Nó chạy xe nó cán nữa chứ. Ui dồi ôi, headshot luôn. Vãi. Vãi xoài. Mình bắn căng vậy. Ủa. Ủa cái định mệnh. Khác team à. No. Đừng kết của tao. Ui dồi ôi, cái đậu phộng nó lừa. Thằng xúc vật này. Xúc vật này. Khốn nạn này. Ông ăn hết 2 kill của mình rồi. Định mệnh nó lừa. Knock hết cả team 3 thằng. Ăn được mỗi 1 kill anh em ạ. Đứng im xem nào. Đào cái gì. Lầy thì đào này. Ui dồi ôi, nó đang ngồi im tiếc thế. Mình cứ tưởng là nó đào cơ. Thuận tay bắn luôn. Tiếc quá. Thằng này nó sợ luôn rồi. Cái định mệnh game toàn bot đấy nhở.
Ôi tôi xong rồi. 5 này. À, trông quen quen. Ơ lại chúng ta gặp nhau này. Này thì cứu. Ơ vãi. Mặt lợn này. Nãy cái thai kêu của mình. Chính cái thằng bộ trắng này. Mình không thể quên được. Con lợn này mày cứ nấp đi. Sau này chắc là không có người rồi. Nhưng cũng phải chích kỹ cho an tâm anh em ạ. Cứ nói vậy thôi chứ lát thì có người nó ùa vào thì cũng hết hồn. Còn 4 viên thôi. Ui dồi ôi. Vâng nó ngồi nó ke luôn. Căng. Kê này. Ủa? Không hết shot à? Vô lý. Ui giời ơi. Phí thế. Ok. Vừa gặp đúng thằng bắn hay rồi anh em ạ. Bây giờ phải đấu trí. Mình sẽ bơm phun nước. Rồi đào thôi. Ui dồi ôi. Thằng này mắt tinh vậy. Thế sao ta? Ui dồi ôi. Tí nữa thì sấp mặt. Nó bắn trước mình luôn ạ. Đảo như thế rồi. Công nhận thằng này bắn rất là hay đấy. Anh em thấy không ạ? Mà các bạn cứ bảo mình chơi giả lập các thứ, chắc thằng kia còn chơi giả lập hơn mình nữa. Gắt VL. Vâng bắn thế tốt đấy. Nhưng bạn ấy rất tiếc là đang cầm khẩu SKS Silent. Mình sẽ lên lấy cái Silent với lại một ít đạn 7. Mình hết đạn rồi. Còn đúng một viên cuối cùng. Ok, lút cái nhẹ nữa rồi vào bo thôi. Rồi. Vâng, chúng ta có xe mà. Lo gì? Chắc là mình sẽ lấy cái nhà cao nhất đi. Cái nhà này đẹp này. Bắn ca thì thôi rồi. Mình không nghe tiếng chân. Nhà này không có người. Hai thằng đầu xa kìa. Ui dồi ôi.
Rồi xong rồi, nó chạy vào nhà rồi. Còn bọn bên này nữa. Ui rồi ôi, pha đấy mà mít kìa, phí thế. Cái đậu phộng nó nữa. Ui xa rồi. Vãi xoài hai thằng. Thằng bọn này chắc chắn nó sẽ đẩy vào nhà mình. Bây giờ làm gì ta? Chắc mình sẽ ra nóc đi. Ok, lên đến nóc nào. Bây giờ mà nó đẩy vào nhà, nó tận hai thằng thì làm sao mà đỡ được. Nó bắn cái gì ngoài đây vậy? Đây rồi, thằng lúc nãy ở bên kia mình bắn bị mít đây này. Bây giờ anh ta cũng chạy qua đây hiến kill thôi. Nhà này thì chỉ có một đường lên, kênh cầu thang thì nó sẽ không lên được. Vô lý. Boss à? Đéo đấy làm gì vậy? Hay là mình đừng giết luôn nó, để bạn nó vô cứu đi. Hay đấy. À, đẩy lên này. Này thì đẩy lên này. Đâu dễ vậy? Cái éo gì đang xảy ra vậy? Cạn lời. Bây giờ còn hai người nữa. Hai người. Hình như là hai thằng lúc nãy chạy vào bên này mà. Phải không ta? Ok, để mình check hết một vòng đã. Mình cũng không chắc lắm, tại vì lúc nãy mới vào đây thì mình thấy hai thằng chạy vào bên kia. Mà bên kia thì nãy giờ cũng không nghe bắn nhau gì. Bọn này chơi ninja đấy, chắc muốn lấy top. Hai hai kill rồi, mong hai thằng này bắn mắc gà để mình lấy được top nha. Ê, các bạn giả vờ bắn ngu đi cũng được. Hai hai kill của tôi. Bình tĩnh nào. Bo bên mình nha, bo bên mình, bo bên mình. Cái đậu phộng nó nữa. Định mệnh game. Game ơi là game. Bo qua bên nó bà rồi. Thế này phải đẩy sang à? Ôi còn 40 giây để quyết định. Chắc chắn là phải mình phải đẩy sang rồi. Sao nó không lò cái mặt ra để mình bắn nhở? Cạn lời. Nó cứ thủ trong đấy khó chịu ghê á.
10 giây cho mình phải sang thôi. Thôi mất bà nó cái top rồi. Chán đời. Éo còn gì để nói. Bỏ sang bên nói thì chịu thôi, còn gì đâu. Ui rồi ôi, ngon. Thank you so much. 24 kill top 1 rồi.